Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yamat chapa ma dathana Quê ra ma ni sức ca ba đăng samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chúng con cố gắng thọ trì giới luật và giữ gìn trong sạch không để lắm nhơ. Dạ, con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng ạ. Uttamang ghe na hoàn đề hăng bá đá băng xâm Waruttamang bút thể vô khá lý tô đô sô Út thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cho đuôi thằng quá rằng thâm mệ vô ca li tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hạnh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sân khanh cha đu quy đốt ta măng sân kệ vô kha li tô đô sô sân khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, như vậy là Ngài Tứ Đức đã dập đạo tràng rồi. Dạ, con kính dân mít cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo ạ. Dạ, con kính dân mít cho Ngài Tứ Đức ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Như vậy là Ngài cũng chưa vào đạo tràng. Dạ, vậy con xin đọc phần hồi hướng ạ. A ca sát tha cha phùng mát tha đê hoa na ga mất thi ca bụn nhân nô an nô mô đàn tu chi răng rắc khanh tu xa xa năng. Akasattha chappumattha devanaga mattika bún nhân nô anumodan tu chi răng rắc khanh tu nô ga ru. Akasattha chappumattha devanaga mattika bún nhân nô anumodan tu chi răng rắc khanh tu nhà ta vô. Akasattha chappumattha devanaga mattika bụn nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khanh tu ba ni nô. A ca sát tha chấp phùng mát tha đê hoa na ga mất ti ca bụn nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Đông vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ. An vui lâu dài, quyến thuộc, tránh khỏi nạn tai.
chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con với thụ đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang cát tát bằng ký ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng cát tăng về sát ta san nhi nô ạt ti về cha sát ta san nhi nô ca tăng quân nhã phá lăng mây hằng sắc bề pha ghi phá hoàn tu tề về tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng buồn nhã phá lăng ma già về cha ta tha na cha nan ti đề qua gánh tòa ni quê đã dùng sắp bề lô cầm hi về sắp ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca ma nun nhân phụ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành cho thân khẩu ý tu hành cho nên đều là phước bảo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quỷ ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường sinh thâu phước bảo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ, chắc là ngài cũng chưa vào đạo tràng phải không quý vị? Dạ. Dạ. Như vậy là con kính đảnh lễ ngài Trư Đức. Dạ. Con đã xong phần lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới với Đức Thế Tôn hôm nay rồi. Và bây giờ thời gian cũng còn, thôi con xin đọc bài kinh Từ Bi. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng chất phạt, ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn. Sống dễ dàng tri tục thanh đạm không rộn ràng, cán buông trong sáng trí tuệ càng hiển minh. Chuyên cần không nguyện niệm không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chế. Nguyện thái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thập cao không đồng đẳng hết thảy chung hữu tình. Lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi hoàng tượng. Như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở, được con một của mình hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh. Từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại, trên dưới già quanh mình không hẹp hòi quan trại, không giận hờn quản thù. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tịnh, giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn. Không ai nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử. Y đăng nô nhà tí năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta vô. Và tất cả phước báo hôm nay con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của con đã qua mạng rồi. Cầu mong cho quý vị ấy hằng có được sự an vui. Ý đăng quá tá mê buôn nhăn a sa quắc khá già quá hằng hồ tú.
Nguyện cho phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ ơn. Xin đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ ơn. Kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quý giới. Dạ, con cũng xin chia phước này đến với đạo tràng Pháp Hội. Mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ, con kính dâng mít cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mít cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Cái tên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 342. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ra tình ác tây giá sợ quần đà mị Bụt thù ma hê si á ra hằng tất thà gó cô lô Cô tập mô sắp bác á rũ hí chệt tà cô lô Cá sơ sá thai chân á đầm mắc cổ Quý đô quần đà mắc hành tầng ná ra phù Chân này giá cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, phát huy phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ, chi năng vô lượng. Tư đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, ban cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bô yết ta sát sát thu nô lô ca nó mình thá sá huy nà khá rô cô sắp bà nhu bút thấp bà tí phù tí sanh nhá tù hoàn đà má hành tầng nó ra phù. Cha này giá cần Pháp bảo với nhánh vàng như là soi sáng vạc mạng vô minh phá tan lầm lạc chung sinh để dẫn Phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin lễ lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi số thô chú gá ta sá sá vô cô sê khá chú ca mô vô rá thầm vá sê khá cô nình đà vá sân sá đi á nà đá rô vá rô vành đà má hành tầng ná ra phù. Gia này gia cần Tăng bảo tinh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai vì. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tần át tây nha tê chê na sê kha mê e tu wa tha nàng ta sa vi a nu pha vê na sa ha sa dê na sê chà tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hoa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Xin chào cô tu nữ phục hành vừa đến với Pháp Hội. Câu Phật ngôn 342. Sĩ này ya bu rắc khá ta bá chà Ta sĩ này ya bu rắc khá ta bá chà Ta sĩ này ya bu rắc khá ta bú chà bá chà. Đây, bây giờ qua câu số 2 ha. Parisap ban ti sa so wa ban ti to Parisap ban ti sa so wa ban ti to chạy lên này.
kéo xuống. Ta si nai ya pu rak kha ta pa cha pa ri sap ban ti sa so la ban thi to. Ta si nai ya pu rak kha ta pa cha pa ri sap ban ti sa so la ban thi to. Như vậy là câu 1, câu 2 chúng ta có thể thông qua được ha. Rồi, bây giờ câu 3, câu 4. Sần dù cha na sần gác sắp tắc cà. Sần dù cha na sần gác sắp tắc cà. Sần dù cha na sần gác sắp taka. Ai câu 4. Đục khamu bền tu pu nắp pu năng chi ra ya. Đục khamu bền tu pu nắp pu năng chi ra ya. Đục khamu bền tu pu nắp pu năng chi ra ya. Đây chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Sần dù cha na sần gá sát ta cà đức kha mu bền tê pu nắp pu năng chi ra dạ. Sần dù cha na sần gá sát ta cà đức kha mu bền tê pu nắp pu năng chi ra dạ. Sần dù cha na sần gá sát ta cà đúc kha mu bền ti pu nắp pu năng chi ra dạ. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài này ha. Rồi đưa bài lên cho sư cô điểm ha, huynh thanh pháp ha, thay bài ha. Câu Phật ngôn 342. Ta siết nài ya pu rắc kha ta ba cha pa ri sắp bần ti sa tu wa bần thi tu sân yô cha na sân gá sắp ta ca đúc kha mu bên thi pu nắp pu năng chi ra ya. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai. Ta siết nài ya pu rắc kha ta ba cha pa ri sắp bần ti sa so wa bần thi to sang yo cha na sang ga sa ta ka lúc kha mu bền ti pu nắp pu năng chi ra ya. Như vậy là có hai cách đọc ha. Ta si na ya pu ra kha ta ba cha pa ri sa bần ti sa so wa bần thi to sang yo cha na sang ga sa ta ka lúc kha mu bền ti pu nắp pu năng chi ra ya. Ta si na ya pu rak kha ta ba cha pa ri sap ban ti sa so wa ban thi to san yo cha na san ga sa ta ka duk kha mu bền ti pu nắp pu năng chi ra ya. Rồi bây giờ xin mời quý vị hoàn hỷ ha. Chúng ta bắt đầu phân tích trường âm đoán âm. Câu Phật ngôn 342. Bây giờ làm thế này cho nó ngắn đi ha, khỏi bị phân tâm. Bởi vì một bài nó nhiều quá. Rồi thế nó khó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa lên ngắn ngắn thế này ha. Ngắn ngắn thế này cho nó dễ. Rồi. Này kệ sao hả, kệ là sao cũng được hết á. Ai muốn kệ thì kệ, mà giọng cao giọng thấp sao cũng được hết á. Thì cái chuyện này không quan trọng. Không quan trọng. Bây giờ phân tích trường âm đoạn âm và đọc sao đúng cái giọng Bali đã ha. Còn muốn kệ thì kệ à, tùy duyên ha. Rồi bây giờ trước tiên là mời Sĩ Kim lên nè, để phân tích xong rồi để coi Sĩ Kim kệ như thế nào rồi bà con mất giấc ha. Ai mời Sĩ Kim.
Alo, à bà này khó quá, chị kèm thấy bó tay rồi ha, không dám đưa tay. Ủa, sao đưa tay chậm vậy nè? Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Thì thường thư sư chế ra đọc kinh xong rồi, phân tích rồi đọc kệ. Sao bữa nay sư là lại có cái mới nữa, không chịu đọc kệ nữa. Bài này là kệ khó. Rồi câu thứ nhất có 10 em, câu thứ hai có 11 em, câu số 3 có 9 em, câu số 4 có 12 em, tùm lum tùm la hết. Đâu kệ đâu có dễ đâu sư. Cái nào khó cái sự để như sao à? Để sư câu mánh. Bữa nay sư không vô truyền giới, sư sư không khỏe, con thấy sư khò khè dữ lắm sư. À, chắc lâm thể bất an. À. Thằng Quảng nổi cười kìa. Rồi, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu biết rõ ràng. Thôi đọc đi, phân tích đi. Để nói lên mỏ nhọn nó nhiều quá. À, mỏ nhọn không nói nhiều thì đâu gọi mỏ nhọn sư. À, bây giờ để con xin trả bài đọc, phân tích. Rồi muốn kể thì kể, muốn kể thì thôi, xong chuyện. Ôi giời, ôi giời ơi, ôi chèn đét ơi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thôi giờ nghe nè. Kinh nói, kinh mà nói là em chân từ tục đế thôi, muốn kêu nào là kêu cũng được. Trời ơi, sao mà rắc rối quá vậy, phiền chết đi thôi. Thôi nghe đi, giờ đọc nè. Chasina yapurakata paya parisappan tisaso vapan tito sangyo chana sangasakaka dukkamupen tipunapunang chiraya. Đọc thêm lần nữa. Tasina yapurakata paya parisappan tisaso vapan tito vapan tito sangyo chana sangasakaka dukkamupen tipunapunang chiraya. Tá xí hai đoạn âm. Na chừng âm thông thường. Con đi uống nước chút được không sư? Giá phú là hai đoạn âm, rắc là chừng âm nhắn, khá chừng chá là đoạn âm, ta chừng âm thông thường, phá là đoạn âm, cha là chừng âm thông thường. Nó là câu số 1. Chờ con chút sư, con ăn cá con chấm nước mắm, con khắc nước. À, dạ con phân tích lại. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá phú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhắn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Câu số 2, phá rí là hai đoạn âm, sắp thăng là hai trường âm nhắn, tí xá là hai đoạn âm, so trường âm thông thường, quá là đoạn âm, băng là trường âm nhắn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu đọc lại câu 1, câu 2 rồi xong. Cá sĩ nà giá phú rắc khá tà phái trà phái sắp thằng tí xá sô quá thằng đi tô. Câu 3, câu 4. Sằng dồ chá na sằng gá sắc tá khà Dukkhamu pen tipunap punang chiraya. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô là trường âm thông thường. Chá ná là hai đoạn âm. Sang là trường âm nhắn. Gá là đoạn âm. Sắc là trường âm nhắn. Tá là đoạn âm. Kha là trường âm thông thường. Câu số 4. Đúc là thường trường âm nhắn. Khá mú là hai đoạn âm. Pen là trường âm nhắn, tí là đoạn âm, phú là đoạn âm, náp là trường âm nhắn, phú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, ra trường âm thông thường, giá đoạn âm. Cái câu này nó dài, nó viết nhỏ nhỏ, khó thấy luôn. Rồi con đọc lại hết 4 câu.
cá sĩ nà giá phú rắc khá tà phai chà phá rí sắp phằng tí xá sô quá bằng thí tổ cá sĩ nà giá phú rắc khá tà phai chà phá rí sắp phằng tí xá sô quá bằng thí tổ sằng dồ chá ná sằng gá sắc tá khà đúc khá mú phèn tí phú náp phú năng chí rà giá. Bây giờ đọc kể đi. Mới đọc sao ta? Ta si na ya pu ra kha ta pa ya pa ri sa phang ti sa so wa phang ti to sang yo cha na sang ga sak ta kha ta sang yo cha na sang ga sak ta kha dung kha mu phen ti pu na pu nang chi ra ya. Người bị ái buộc ràng vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc chịu khổ đau dài dài. Trời ơi, xong thấy ổng cho cái bông hoa nở trơn này chắc rồi, chắc thế nào bồng sát mình ra rồi, mỏi ngọn quá. Dạ con có sai gì xin sư sửa cho con. Sư con đi uống nước rồi đã. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Thí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài sớm, thì một lát nữa con cũng bận. Dạ, con xin phân tích câu pháp cú 342 ạ. Tassina ya burakhata bacha barisap banti saso wa bandito sang yo jana sang gasattaka dukkha mu banti bunak bunang chira ya. Dạ, câu thứ nhất. Tassina ya burakhata Khata Bacha. Tá đoạn âm, xí đoạn âm, na trường âm thông thường, giá đoạn âm, bú đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khá đoạn âm, ta trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Tassina ya bú rắc khata bacha. Và câu thứ hai. Bari sắp bành tí sa sô quá bành đi tô. Bari là hai đoạn âm. Sắp bành là hai trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Xá là đoạn âm. Sô trường âm thông thường. Quá đoạn âm. Bành trường âm nhấn. Đí đoạn âm. Tô trường âm thông thường. Bari sắp bành tí sa sô quá bành đi tô. Và câu thứ ba. Sang yô chá na sang gá sách tá ca. Sang trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, chá ná hai đoạn âm, sang trường âm nhấn, gá đoạn âm, sách trường âm nhấn, tá đoạn âm, và ca là trường âm thông thường. Sang yô chá na sang gá sách tất cả. Và câu thứ tư. Đúc khá mu bền tí bú nắp bú năng chí ra giá. Đúc trường âm nhấn, khá đoạn âm, mú đoạn âm, bền trường âm nhấn, tí đoạn âm, bú đoạn âm, nắp trường âm nhấn, bú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, ra trường âm thông thường, và giá là đoạn âm. Và con đọc lại hết bài. Tassina ya burakhata bacha barisap ban ti saso wa bandito sang yo chana sang gasattaka dukkha mu ban ti bunap bunang kira ya.
Tassina ya burakhata bacha barisap banti sasso wa bandito sang yo chana sang gasataka dukkhamu banti bunap bunang kira ya. Dạ con cũng xin kệ. Tassina ya burakhata bacha parisappanti sarova bandito sangyo chana sang gasattaka dukkha mubanti bunap bunang kiraya. Kính nhiệt. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc chịu khổ đau dài dài. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã xong, con có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Alo, 123, 123, Sikha chờ chút ha. Ở đây giọng đọc thì rất chuẩn, nhưng mà khi mà phân tích á thì cái câu số 3 sân vô cha na sân ga sát ta ca, sân vô cha na sân ga sát ta cà, thì cái chữ sân vô chân á, chữ sân này á, Sikmita nói đó là một trường âm nhấn, chữ này nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Alo, quý vị còn nghe không? Tại Sik Thanh Hoàng nói là không nghe. Sikmita chắc là chỗ này hơi bị phân tâm một tí ha. Sân vô chân á, thì chữ sân đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chứ không phải là trường âm nhấn. Chỉ sai có một từ đó thôi. Sa thủ Sikmita nhầm, bởi vì cái giọng đọc trường âm đoạn âm đều rất là chính xác, nhưng mà chỗ này thì bị phân tâm một tí ha, không sao. Rồi sa thủ Sikmita. Bây giờ mời Sik Hà ha, rồi Sik Giác Lá Mùa Xuân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài. Tassina ya burakhata bacca parisat bàn tí xa sô quá bàn tí tô thí tô ta si na giá bút rắc kha ta ba cha tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tassina ya burakhata ba cha parisappanti sasso wa bandhito. Bari là hai đoạn âm, sát là trường âm nhấn, sappan là hai trường âm nhấn, tí xá là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tassina ya burakhata bacca parisappanti sasso wa bandhito sangyo chana sanggassata ta ka duk
kha mu tèn ti phúc nát phú năng chi ra giá sam sang là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Vô là trường âm thông thường, chá ná là hai đoạn âm, sàn là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Sang yo chana sang gasatta ka dukkha mu ten ti puk nat pu nang chi ra ya. Duk là trường âm, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, mú là đoạn âm, đen là trường âm nhấn, tí bú là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Sang yo chana sang gasat ta ka duk kha mu ten ti puk nát phúc năng chi ra giá. Dạ con xin đọc lại. Ta si na giá bú rác khá tà chá. Dạ con xin sám hối con đọc. Ta si na giá bú rác khá tà ba chà ba ri sát bàn ti sa sổ wa bàn ti tô thi tô. Sang yo chana sang ga sát ta ka duk kha mu pen ti buk nắp buk năng chi ra giá. Dạ con có sai xin ngài sửa, con xin trao mít cho chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin kính chào ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 342. Tassina yaburak kappa baccha barisappantisa so barisappantisa so wabban thito. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, sắp tan là hai trường âm nhấn, tí xá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ta xin na ya bu rắc kata pacha parisap pan tisaso wa pan tito sang yo chana sang ga sataka dukkha mu pen ti nu pu na pu nang chi ra chi ra ya sang là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, chá ná là hai đoạn âm, sang san là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khá mú là hai đoạn âm, pen là trường âm nhấn, tí bú là hai đoạn âm, nắc là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm,
Chí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Ta si ta sang yo cha na san ga sat ta ka dukkha mu dukkha mu pen ti pu na pu nang chi ra ya ta si na ya bu rakkhata paccha parisap pan ti sa so wa pan ti to sang yo cha na san ga sat ta ka dukkha mu pen ti bu na pu nang chi ra ya. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đảm bảo trả bài câu Phật ngôn 342 ạ. Dạ, để con kéo xuống ạ. Tasina Jaburakata Pacha Parisap bản ti sa so qua bản thi tổ sằng dồ cha na sằng ga sát ta cả đúc kha mu bèn ti bu na bu nằng chi ra dạ. Dạ con xin phân tích ạ. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, tí xá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dô là trường âm thông thường, chá ná là hai đoạn âm, sang là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khá mú là hai đoạn âm, pen là trường âm nhấn, tí bú là hai đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Dạ con xin đọc ạ. Ta xin là Jaburakata Pacha Parisap Ban Tisaso Wa Ban Tito Sang Yo Chana Sang Gasataka Dukkhamu Ben Tibuna Bunang Chira Ya. Dạ con xin kể ạ. Ta sina ya burak khata pa cha bari sapan ti sa so wa ban ti to sang yo cha na sang kha sa ta ka dung kha mu ben ti bu na bu nang chi ra ja. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong. Đã có sai con xin sư sửa giúp con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con xin xuống mic ạ. Đạo thân mời Thanh Hoàng. Dạ con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đỉnh lễ ngài trí đức và cô tu nữ, kính chào quý đạo tràng. Con xin đọc cô kinh pháp cú 342 ạ. Tasina Japurakhata Tasina Japurakhata Pacha Parisap Pam ti sa so va pam ti to sam jo pa na sam ti pa na sam ga sa ta ka lu kha mu pen ti pu na pu nang chi ra ya ta si na ya pu ra kha ta pa cha. Con xin phân tích ạ. Ta si là hai đoạn âm ạ, na là trường âm thông thường ạ, ya pu là hai đoạn âm ạ,
Rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, cha là trường âm thông thường ạ. Pá lý là hai đoạn âm ạ. Sắp pan là hai trường âm nhấn. Tí xá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường ạ. Quá là đoạn âm ạ. Ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường ạ. Sang yo jana san gat san yo sana san ga sat ta ka. Sang là trường âm giọng nguyên âm, yo là trường âm thông thường ạ. Giá ná là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca là trường âm giọng, trường âm thông thường. Đục kha mô pèn ti pu nắp pu nàng chi rà gia. Đục là trường âm nhấn, khá mô là hai đoạn âm, pen là trường âm nhấn, tí pú là hai đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Con xin đọc lại ạ. Pasina japurak khata pacha parisak pantisa so wa pantito sang jo chana sang gasat sang go chana sang gasat taka dukha dukha mu pen ti pu na pu nam chi ra ya. Ta si na ya pu rak kha ta pa cha pa ri sat pan ti sa so wa pan ti to sang jo cha na sang ga sat ta ka dukha mu pen dukha mu pen ti pu na pu nang ya cha. Dạ con xin hết đã, con sai xin ngài sửa cho con xin xuống mic ạ. Xin mời Oanh Phần ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài ạ. Ta si na ya pu rắc khá ta ya phá trà bá rí sắp bành tí xá dồ quá bành thí tồ. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, pú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, bá là bá rí là hai đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, pen là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, pen là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại ạ. Tá xí na giá bú rắc khá tà bá trà bá rí sắp bành tí xá xô quá bành thí tồ. Dạ con xin đọc câu số 3, câu số 4 ạ. Sằng dồ chá ná sằng gá sách tá khà đúc khắp bú bình tí bú nắp bú nằng chí rà giá. Dạ con xin phân tích hả. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ná là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, gas là đoạn âm,
Chắc là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, mú là đoạn âm, pen là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, pú là đoạn âm, nấp là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Dạ con xin đọc lại nguyên câu ạ. Tá xí nà giá bú rắc khá tà bát trà bá tí sắp bành tí xá sồ quá bành thí tổ sằng dồ chá ná sằng gá sách tá khà đúc khắp mú bèn tí bú nắp bú năng chí rà giá tá xí nà giá bú rất khá tà bát trà bá rí sắp bèn tí xá dồ quá bành thí tồ sằng dồ chá ná sằng giá sắp tá khà đúc khắp mú bình tí bú nắp bú năng chí rà giá. Dạ con xin sư sửa bài dùng cho con, nếu con có sai chỗ nào sư sửa và đạo tràng sửa dùng cho con. Dạ con kính xin, con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ cùng toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 342 và phân tích. Tasina Yaburakhata Bacha Parisappantisaso Wabantito Sangyo Chanasan Gassataka Đúc khá mu bền tí bu nắp bu năng chi ra giá. Dạ câu số 1 và câu số 2. Ta si nà giá bu rắc khá tà bá trà. Pá rí sáp bàn tí sá sô quá bàn thí tô. Tá xí là hai đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Giá bú là hai đoạn âm. Rắc là trường âm nhấn. Khá là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Bá, rí là hai đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, ben là trường âm nhấn, tí, xá là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Sang yo chana san gasataka dukkha mu ben tibunapu nang chira ya. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo là trường âm thông thường. Chá, ná là hai đoạn âm. San là trường âm nhấn. Gá là đoạn âm. Sát là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Ca là trường âm thông thường. Đúc là trường âm nhấn, khá, mú là hai đoạn âm, ben là trường âm nhấn, tí, bú là hai đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Tasina yaburakhata bacha barisapan tisaso waban tito sangyo chanasan gasataka dukhamu ben tibunap bunang chiraya. Dạ con xin kể luôn. Tasina yaburakhata bacha
Parisappanti sasova bandhito Sangyochana sangasataka Dukhamubanti bunambunang chiraya. Dạ con xin xuống mic có sai, con nhờ sư và đạo tràng sửa giùm con ạ. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp và mời cô Tâm Phương. Alo, cảm ơn anh Nhật Hà. Dạ, chú thấy con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức, con kính đảnh lễ Pháp Trang và kính tất cả Phật tử. Xin đọc câu Pháp Cú số 342. Dạ. Ta xin na ya pu rat kha ta pa cha pa ri sap pang ti sa sa so wa pan ti tho sam yo cha na sang ga ga sap ta ga duk khap mu pen ti ti pu nap pu nang chi ra ya. Dạ con xin phân tích câu thứ nhất. Chữ ta si na ya pu rắc kha ta ba cha. Dạ chữ chữ ta là chữ đoạn âm. Dạ chữ chữ sinh. Chữ sinh là đoạn âm. Chữ a. Chữ a là trường âm thông thường. Chữ giá là đoạn âm. Và chữ bú, chữ phú là đoạn âm. Chữ chữ rắc là trường âm nhắn. Và chữ khá là đoạn âm. Chữ chữ ta là trường âm thông thường. Và chữ bá là đoạn âm. Chữ gia là trường âm thông thường. Bá rí sắp bằng tí sát sô quá bằng ti tô. Và chữ pá là đoạn âm, chữ rí là đoạn âm, chữ sắp là đoạn trường âm nhắn, chữ phăng là trường âm nhắn, chữ tí là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, chữ sô là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ phanh là trường âm nhắn, chữ thí là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường. Xăm vô Chana sang gasap taka. Và chữ sam là trường âm đọc cho giọng nguyên âm. Chữ vô là trường âm thông thường. Chữ chá là đoạn âm. Chữ ná là đoạn âm. Chữ sang là trường âm nhắn. Chữ gá là đoạn âm. Chữ sát là trường âm nhắn. Chữ tá là đoạn âm. Chữ ca là trường âm thông thường. Đúc khá mu vèn tí bu nắp bu nằng chi đà giá. Chữ đúc là trường âm nhắn, chữ khá là đoạn âm, chữ mú là đoạn âm, chữ phen là trường âm nhắn, chữ tí là đoạn âm, chữ phú là đoạn âm, chữ nắp là trường âm nhắn, chữ phú là đoạn âm, chữ năm là trường âm đặc thủy giọng nguyên âm, chữ chí là đoạn âm, chữ ra là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm. Dạ. Dạ con đọc đó thì cũng hơi chậm mà không biết có chi sai, bạch ngài sửa giùm con. Vậy con xin đọc kệ. Ta si na yang ru rat kha ta pa ya ba ri sam ban ti sa so wa pan ti to sam yu ka khắp mu pen bu năng chi đa ya asin na ya bu rak kha ta pa cha ba ri sam bang ti sa so wa pan ti to sam yo cha na sangga sat ta ka
Đô khắp bu bánh tì phu nắp bu năng chi ra gia. Dạ con đã đọc xong. À, kính mời Thiện Vũ, nhưng mà trước khi mời Thiện Vũ thì cho Tâm Phương nói một tí. Tại con không biết là con có cái phước gì mà hôm nay thì con được có cái nick màu xanh, không biết là vị nào tặng hay là như thế nào. Mà con hỏi về Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh nói là chắc có lẽ cái chỗ này nó cho thử, nhưng mà con thấy cái nick này con cũng rất là thích. Thì Viễn có mấy cái bông hồng mà có mấy cái con này nó lên nè. Thì bây giờ nếu như mà họ cho con xin ít ngày á, mà vị nào mà biết mua chỗ nào á, thì xin chỉ cho mình để mình mua. Dạ, con thấy cái nít màu xanh này còn rất là dễ thương. Dạ, con xin nhường mic lại cho Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô chư tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 342. Tasi na ya purakhata pacha parisapphan tisaso va ban thito. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá phú là hai đoạn âm, rắc là trường âm thông thường, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, thá rí là hai đoạn âm, sắp than là hai trường âm nhấn, tí xá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Tasina ya purakhata pacha parisapphan tisaso vapham thito. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu 3, câu 4. Sangyo chana sangasattaka dukkhamupen tipunapunang chiraya. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo là trường âm thông thường. Chá ná là hai đoạn âm. Sang là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khá mú là hai đoạn âm, then là trường âm nhấn, tí phú là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, phú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sang yo chana sang cha sát ta ca đúc kha mu phèn ti phu nát phu năng chi ra giá. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 342. Ta si na ya phu rắc kha ta pa cha pa ri sát an ti sa so va phàn thi tô. Sang yo chana sang cha sát ta ca đúc khám mô thèn tí phu nát phu nặng chi là giá. Dạ, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính chào toàn thể chư Tăng Ni và quý đạo hữu. Con xin trả bài câu pháp cú câu 342. Tasina yapuk rakhata pacha parisappan tisaso vaba thito sangyo chana sangasattaka dukkhamu pen tipunap punang jiraya. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tasina yapuk rakhata pacha. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá pú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Câu số 2, parisap bàm tisaso wa bà thito. Pari là hai đoạn âm, pan là hai trường âm nhấn, tí xá
là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, câu 3 và câu 4. Sang yo cha na sang ga sat ta ka dukkha mu pen ti pu na pu nang chi ra ya. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo là trường âm thông thường, cha na là hai đoạn âm, sang là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, sat là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, ka là trường âm thông thường. Câu số 4, dukkha mu pen ti pu na pu nang chi ra ya. Duk là trường âm nhấn, khá mu là hai đoạn âm, pen là trường âm nhấn, ti pu là hai đoạn âm, nap là trường âm nhấn, pu là đoạn âm, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại câu 342. Tasina yapurakhata pacha parisappantisaso vabhathito sangyo jana sangasattaka dukkhamupentipunappunangchiraya. Dạ, con xin đọc câu kệ ạ. Tasina yapurakhata pacha Parisappanti sasova bhatito Sangyojana sangasataka Dukkhamu penti puna punang jiraya Tasinaya pura kata paca Parisappanti sasova bhatito Sangyojana sangasataka Dukkhamu penti puna punang jiraya. Dạ, con xin hết ạ. Con xin xuống mất cả. Xin kính cảm ơn Sư Trí Đức và toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sích Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chi Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Kim Nhung Thiền Vũ. Cô Phúc Hạnh ơi, cô có cầm mic được bây giờ không cô? À, nếu cô cầm mic thì xin mời cô ạ. Còn ai nữa? Niệm Từ. Niệm Từ ơi, hôm nay có cầm mic trả bài được không Niệm Từ? Rồi, mời Niệm Từ nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ Sư Trí Đức, con kính lãnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính lễ cô hồi nãy chị Sít Bình gọi cô Phúc Hạnh ha. Dạ, con kính lễ với bà với cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích và đọc câu Pháp Cú 342 ạ. Câu số 1 và câu số 2. Tasina yapurakhata bacha bacha parisappantisa so vapantito. Dạ, con xin phân tích câu số 1. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Dạ, câu số 2.
Bá rí là hai đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, banh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, con đọc câu số 3 và câu số 4. Sanh vô cha na sanh gác sắc ta ca trúc khá mu bền tí bu nắp bu năng chí ra giá. Dạ, con phân tích câu số 3. Sanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, chá ná là hai đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Dạ, xin phân tích câu số 4. Đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, mú là đoạn âm, bên là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, và giá là đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại câu nguyên câu 342. Tasina yaburakata baccha parisap pantisa so wa pantito sangyo jana sangasaktaka dukkha mupanti punappunang chiraya. Tasina yaburakata baccha parisap pantisa so wa pantito sangjo jana sangasaktak dukkha mupen tibunappunang chiraya. Dạ, con xin kể câu pháp cú 342 ạ. Tasinaya burangkata baca barisapanti sasowa pantito sangyojana sangha saktaka dukkhamupanti punappunang chiraya. Tasinaya purangkata baca barisapanti sasuwa pantito sangyojana sangha sangtaka dukkhamuben tibunappunang chiraya. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai mong ngài sửa lại giùm con ạ. Con rất cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin mời cô Phúc Hạnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Lên Phú Hạnh đọc câu kinh Pháp Cú 342 phân tích. Tá xí là giá bú rắc khá ta bá cha. Tá xí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú rá, giá bú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm,
Ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Câu số 2. Bá rí sáp bàm tí xá xô vá bàm khí tô. Bá rí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, sáp banh là trường âm nhấn, tí là tí xá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, banh là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 3. Sang vô chá ná sang giá sắp tá ca. Sang là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, chá ná là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Câu số 4. Đúc khá muốn bèn tí bún nắp bú năng chí ra giá. Đúc là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá mú là đoạn âm, bên là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, ú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Tá xí na giá bú rắc khá tà pá gia pá rí sáp bàn tí xá xô vá bàn tí tô. Sang vô chá na sang giá sáp tà tá ca. Đúc khá bú bèn tí bú nắp bú năng chí ra giá. Tá xí na giá bú rắc khá tà pá gia pá rí sáp bàn tí xá xô và bàn thí tô. Sang vô chá ná sang sang giá sáp tá ca. Đúc thần mú bèn tí bú nắp bú năng chí ra giá. Sau đó phúc hạnh xin cỡ. Tà xí na gia bú ra xa ta ba gia. Parisapanti sa sovapanti to sangyochana sangasataka dukhamu benti bu nabunang chiraya. Dạ con xin xuống bức ạ, con có sai xin ngài chỉ giúp con. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Phổ Biển có trước máy, Phổ Biển có cầm mic được không? Phổ Biển Quy Nhân ơi, có cầm mic được không? Dạ cảm ơn Minh Hoàng Thiện Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Không ngồi đó nghe đi. Nam mô Bích Tha Giá, dạ con xin được trả bài câu pháp quốc kinh sớ 342. Sasso vapan tito sang yo chana san gasap taka dukhamuk ban ti bunap bunang kira ya. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Con xin sám hối với đạo tràng. Ta sĩ hai đoạn âm, na trường âm thông thường, giá bú hai đoạn âm, rát
trường âm nhấn, khá đoạn âm, ta trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, sắc bành hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, xá đoạn âm, sơ trường âm thông thường, quá đoạn âm, bành trường âm nhấn, thí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ta si na ya bu ra kha ta ba cha ba di sát ban di sát sơ qua ban di tô. Câu 3 và câu 4. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, chá ná hai đoạn âm, sanh trường âm nhấn, gá đoạn âm, sát trường âm nhấn, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường, đúc trường âm nhấn, khá mú hai đoạn âm, bèn trường âm nhấn, tí bú hai đoạn âm, nắp trường âm nhấn, bú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chí đoạn âm, ra trường âm thông thường, giá đoạn âm. Sang vô cha na san cha sát ta ca đúc kha mú bèn tí bú nắp bú năng chí ra giá. Dạ, con xin đọc nguyên bài lại ạ. Ta si na ya bu ra kha ta ba cha ba di sap ban ti sa sơ wa ban ti to sang yo cha na san ga sap ta ka duk kha mu ban ti bu nap bu nang ki ra ya. Dạ, con xin được kệ ạ. Ta si na ya bu ra kha ta ba cha ba ri sap ban ti sa so wa ban thi to sang yo cha na san ga sat ta ka duk kha mu ban ti bu nap bu nang chi ra ya ti. Ta si na bu rat kha ta ba cha ba re sap ban ti sa so wa ban thi to sang yo cha na san ga sat ta ka duk kha mu ban ti bu nap bu nang ki ra ya. Dạ, con đọc có sai, xin Ngài chỉ dạy cho con. Dạ, con thành kính tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ để cho con điểm danh cho con vị nào không. Còn Quang Thanh, chắc Quang Thanh là không cầm mic được rồi. Dạ, dạ con kính dân mic đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Là một Phật môn khó, nhưng mà hôm nay là cái ngày mà quý vị tham gia rất là nhiều, tức là tất cả 14 người đưa tay lên đọc phân tích rồi đọc dụng kinh, đọc dụng kệ, câu khó mà quý vị tham gia nhiều, đó là một cái điều mà rất là quan hệ. Câu Phật ngôn 342. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần phân tích tự vận ha. Câu đầu tiên. Ta si na ya bu ra kha ta ba cha. Ta si na ya bu ra kha ta ba cha. Ta si na ya bu ra kha ta ba cha. Câu này chúng ta thấy có ba từ. Ta si na ya, ta si na ya. Do cái từ ta si na, nó là một danh từ nữ tính. Nó là một danh từ nữ tính. A karan ta iti linh ga. Và ta si na đây được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít. Tức là ta thì gia vì phát tí e cao quá trình á. Nhưng mà thật sự ra
sơ trung cấp thì không có a giá, mà a giá thì nó nằm ở chatuthi vi pháp tí. Chatuthi vi pháp tí ekavacana thì nó thuộc về chỉ định cấp, thì đúng hơn là sử dụng cấp. Thì như vậy tassina giá có nghĩa là bởi ái dục, hay là do ái dục, bởi ái dục hay là do ái dục. Tassina rồi, ba bốn này được hả? Ba không có cái trường hợp của ai giá. Trường hợp thứ ba không có ai giá mà có ê ná. Rồi, từ thứ hai, Purakhata. Purakhata, chúng ta thấy đây là một cái dạng quá khứ phân từ ha. Nhưng mà có chữ Pura, đó là một tiếp đầu ngữ. Tiếp đầu ngữ Pura có nghĩa là phía trước. Rồi chữ Khata. Chữ Khata, đây là một dạng quá khứ phân từ của cái động từ Karoti. Khata có nghĩa là đã được làm, đã được làm. Nhưng mà đây nó đứng làm chủ từ số nhiều, Bathama Bahuvachana Vipatti. Cho nên Khata biến thành Khata. Purakhata có nghĩa là đã được đặt trước, đã được đặt trước hay là đã được chú trọng, đã được đặt trước hay là đã được chú trọng. Rồi, từ cuối cùng Bacha. Bacha đây là một danh từ nữ tính. Akuranta Ithilinya. Bacha nó được đứng làm chủ từ số nhiều, Bathama Bahuvachana Vipatti. Bacha là chúng sanh. Chúng sanh. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp câu số 2. Câu số 2, Parisappantisaso vabbanthito. Parisappantisaso vabbanthito. Parisappantisaso vabbandito. Câu số 2 chúng ta có ba từ. Parisappanti, động từ số nhiều này, chúng ta thấy căn ngữ của nó là sắp. Căn ngữ của nó là sắp. Rồi chữ Pari đó là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là xung quanh. Vậy thì Pari sắp bành tí có nghĩa là đi di chuyển vòng quanh, hoặc là chạy theo vòng vo. Cái ý ở đây có nghĩa là quanh quẩn vòng tròn á. Thì Parisappanti, cái động từ này tức là di chuyển, loanh quanh hoặc là chạy theo vòng vo. Parisappanti. Rồi, từ thứ hai, Sasowa, đây do hai từ cộng lại ha. Saso cộng với Iwa. Saso do từ Sasa. Sasa đó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và chữ Sasa này đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên xa xa biến thành xa xô. Xa xô là con thỏ. Xa xô là con thỏ. Và y quá
nó dính liền với xa xô, cho nên nó mất đi chữ ý. Xa xô quá và ý quá đó, chữ quá đó có nghĩa là ví như, ví như con thỏ. Xa xô quá như con thỏ. Xa xô, rồi xa thủ ví như con thỏ. Rồi cái từ cuối cùng banh thi tô, banh thi tô đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, và chữ banh thi tô này được đứng làm chủ từ số ít mật tham á nghe câu quá cho nào bị phát tí. À, banh thi tô có nghĩa là đã bị trói buộc, đã bị trói buộc hay là đã bị cột chặt, đã bị trói buộc. Đã bị cột chặt, đã bị trói buộc. Rồi. Vậy thì câu số 1, câu số 2 ha. Ta xin này giáp bố rắc khá ta bất trà bà rê sắp bần tì à parisap bần tì sa so quá bần tì tô, chú trọng về ái dục, chú sanh di chuyển lân quanh như con thỏ bị trói buộc. À, như vậy là câu một, câu hai có ý nghĩa vậy ha. Chú trọng về ái dục, chúng sanh di chuyển lân quanh giống như con thỏ bị trói buộc. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 3 và câu số 4. Sang vô chê na sang ga sap ta ka, sang vô chê na sang ga sap ta ka, sang vô chê na sang ga sap ta ka. Câu số 3 đi lên liền ha. Bây giờ chúng ta chia ra thì nó có hai từ, sang vô chê na là một, sang ga sap ta ka là hai. Chữ sang vô chana nó là một danh từ trung tính, akaran thana phum sakan dinga. Sang vô chana có nghĩa là triền phược hay là thúc phược, triền phược hay là thúc phược, thằng thúc cũng được luôn. À, rồi chữ sang ga, sang ga nó là một danh từ nam tính, akranta phung linh ga. Sang ga ở đây là sự vướng mắc. Tiếp theo một từ nữa tức là sattaka, sattaka nó là khi mà chưa chia nó là sattaka, sattaka nó là một danh từ nam tính, akranta phung linh ga là sự vướng mắc, sự trói buộc, nó cũng giống như cái chữ sang ga. À, thì cái chữ sát tá ở đây nó là một quá khứ phân từ đã bị trói buộc, nhưng mà thêm tiếp vị ngữ cá nữa, sát tà cá, thì ở đây nói lên cái sự liên quan, nói lên sự liên quan trói buộc vướng mắc cái gì. À, tức là câu cuối cùng nó sẽ giải quyết. À, vậy thì sang vô chứ là sang gá sát tạc ca, chữ sát tạc ca này nó đứng làm chú từ sự hết bạc tham ma và hú quá chứ là quỳ phát tí, cho nên sát tạc ca biến thành sát tạc ca. Sang vô chứ là sang gá sát tạc ca bị trói buộc bởi các triền phược và vướng mắc. À, câu số 3, bị trói buộc bởi các triền phược và vướng mắc.
tiền phước chứ không phải tiền phước ha. Tiền phước hay là thần thúc hay là tiền phước. Bây giờ tới câu cuối cùng, câu cuối cùng sẽ giải quyết cho câu số 3 này. Dukkha mu bền tiếp unap cu năng chi ra ya. Dukkha mu bền tiếp unap cu năng chi ra ya. Dukkha mu bền tiếp unap cu năng chi ra ya. Câu số 4 chúng ta thấy có 3 từ ha. Dukkha mu bền tí là 1, cu năng cu năng là 2, chi ra ya là 3 ha. Chữ Dukkha mu bền tí ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau, tức là Dukkha cộng với u bền tí. Chữ Dukkha do cái từ Dukkha nè. Dukkha nó là một danh từ trung tính Akarantanapunsakalinga. Nhưng mà chữ Dukkha này được chia theo đối các số ít Đức Tỳ Giao Phát Tí E Cao Quế Tình Á, cho nên Đúc Khá biến thành Đúc Khăn. Đúc Khăn là khổ đau, Đúc Khăn là khổ đau. Rồi U Bên Tí, U Bên Tí ở đây chúng ta thấy tiếp được ngữ U Bá phía trước, và trước cái căn ngữ Ý, tức là cái động từ rất là tí á. Thì ở đây nó là một kha động từ số nhiều. U bên tí gần như là đi đến. Thì đúc kha mu bên tí là đi đến khổ đau. Đi đến khổ đau. Cho nên rất là truyền phược ha. Rồi trói buộc. Vướng mắc cái gì nó đưa đến khổ đau, đi đến khổ đau. Rồi phụ năng, phụ năng cái từ này chúng ta đã học rồi, tức là liên tiếp, liên tục, thường xuyên. Phụ năng, phụ năng tiếp tục nè, thường xuyên nè, liên tiếp nè. Rồi rồi chia ra giá, chia ra giá do cái từ chia ra, do cái từ chia ra. Nó là một tính từ, có nghĩa là kéo dài. Nhưng mà chia ra giá, chia ra giá đây được chia theo chỉ định cách, mà chỉ định cách tức là cha tu thí vì phá tí ở cao quá trình a. Cho nên chia ra biến thành chia ra gia. Chia ra gia có nghĩa là một cách lâu dài. Chia ra gia là một cách lâu dài. Rồi, như vậy thì câu số 3, câu số 4 ha. Sang vô cha na sang gá sát tất cả đúc tha mu bền thi cu nắp cu năng chia ra gia. Rồi, xà thủ, sĩ quan thành. Alo, tiếp tục ha. Có cái bản gì nó hiện lên, không biết ta còn nói được bao nhiêu này. Cứ nói đi, khi nào không cho nói thì thôi. Sân vô chá năng gá sáp tất cả đúc khá mũ bền thi phú lóc phú năng chi ra giá. Câu số 3, câu số 4. Bị trói buộc bởi các tiền phược và vướng mắc, chúng sanh đi đến khổ đau lượt này đến lượt khác một cách lâu dài. Câu 3, câu 4 ha. Bị trói buộc bởi các tiền phược và vướng mắc, chúng sanh đi đến khổ đau liên tiếp một cách lâu dài. Như vậy thì câu Phật ngôn 342 cho chúng ta một ý nghĩa.
chú trọng về ái dục, chúng sanh di chuyển lanh quanh giống như con thỏ bị trói buộc, bị trói buộc bởi các phiền phức và vướng mắc. Chúng sanh chúng đi đến khổ đau lượt này đến lượt khác một cách lâu dài. Chú trọng về ái dục, chúng sanh di chuyển lanh quanh giống như con thỏ bị trói buộc, bị trói buộc bởi các phiền phức và vướng mắc. Chúng sanh đi đến khổ đau lượt này đến lượt khác một cách lâu dài. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: kẻ bị ái dục buộc ràng, thó nằm trong rõ kinh hoàng xiết bao, mong chi tính chuyện buôn đạo, thúc thần quấn xiết khổ lao nhiều bề. Kẻ bị ái dục buộc ràng, thó nằm trong rõ kinh hoàng xiết bao, mong chi tính chuyện buôn đạo, thúc thần quấn xiết khổ lao nhiều bề. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn thế này: người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, họ sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Ở sao trong này họ sanh ái, mà ở đây là chúng sanh ái trói buộc. Họ tức là em chị cũng là chúng sanh, kiểu bạch cha ha, kiểu bạch cha là chúng sanh, quần chúng. Họ đây chúng sanh cũng được. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy câu Phật ngôn 342 về ý nghĩa từ vựng. Quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Còn một câu nữa, chắc là 343 chúng ta mới tới duyên sự. Còn một câu nữa thì với câu Phật ngôn này nói lên ý nghĩa thế nào? Người bị ái buộc ràng, tức ai, tức là chỉ tanh hà ha, ái dục ha, tanh hà hoặc là ra gá. Vùng vẫy của họ hoảng sợ giống như con thỏ bị sa lưới. Con thỏ bị sa lưới như thế nào thì người bị ái nó buộc ràng cũng giống như vậy. Rồi bị ái nó trói buộc, rồi khổ đau nó kéo đến dài dài. Thì đó là cái nội dung câu Phật ngôn 342. Khi nào học qua 243 thì chúng ta mới hiểu được cái duyên sự của câu Phật ngôn này. Thì thôi, với câu Phật ngôn 342 nói lên cái ai, chính cái ai nó ràng buộc, chính cái ai nó trói buộc mà chúng ta phải đau khổ. Vì sao? Nội dung câu Phật ngôn này quý vị giải quyết như thế nào đây? Bởi vì sao trong cuộc sống của chúng ta sống ao ước muốn mong mọi thứ, chết một đồng không chữ đem theo. Thế gian cái sướng cái nghèo, cái danh cái lợi là điều mộng mơ. Bởi vì sao? Chính cái ái này, cho nên chúng ta ước mong đủ thứ hết. Mà thầy chùa cũng có cái chữ gọi là thích đủ thứ luôn. Thì bây giờ trong cuộc sống chúng ta còn phàm, thì người tu hay là người xuất gia hay người tại gia cũng do cái ái này nó ràng buộc. Mà chúng ta ước mong tùm lum hết, đứng núi này trong núi kia. Nhưng mà rồi sao? Muốn nhà lộc xe hơi, muốn cao cổ đầy ha. Nhưng mà rồi khi cái vô thường nó đến thì quý vị biết, một đồng
một chữ cũng không đem theo được. Và cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi cái gì? Cái sướng và cái nghèo, cái hạnh phúc và cái đau khổ. Nhưng mà rồi sao? Đó là hư vô, đó là phù du. Thì chúng ta thấy trong hiện tại, sống được hưởng những phút giây thoải mái, chứ con người được lãi thế thôi. Bao nhiêu những phút vui cười ấy là phần thưởng mà đời ban cho. Chúng ta sống trong hiện tại, thở những hơi thở bình thường, và chúng ta cảm thấy hiện tại là chủ. Đó là cái phần phước mà chính mình đã tạo ra. Nhưng bây giờ quý vị thấy rằng đại dịch của thế giới, nhưng mà chúng ta là những người hữu phước, được sống một cái cách thoải mái như thế này. Đó là cái phần phước mà mình được hưởng trong cái giây phút hiện tại. Vậy thì gạt bỏ tất cả, đứng núi này trong núi kia, rồi khi nằm xuống một đồng một chữ cũng đem theo, rồi vì cái hạnh phúc và khổ đau, đó chẳng qua là hư vô. Bởi vì đã là vô ngã thì còn cái gì để mà ràng buộc, bám víu. Chẳng qua vì cái ái nó làm chúng ta phải khổ. Thôi bây giờ còn thời gian 25 phút nữa để cho quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này. Xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị nghĩ câu Phật ngôn này đúng hay là sai, và áp dụng trong đời sống của quý vị, cuộc sống hiện tại, quý vị có những ý kiến thế nào và thấy cái ái này như sao? Quý vị va chạm nhiều hơn chúng tôi thì quý vị cứ trình bày ha. Đúng cái gì cũng biết nữa. Nghe người ta nói là cái về hùa không mà. Mà nói đúng thì đưa tay lên chứ. Ai nói quá đúng mà ngồi im ru. Nghe người ta nói không là cái tùy hỷ ha. Hay là hùng phước trong này mà nói quá đúng. Mời Sĩ Kim, quá đúng ở chỗ nào? Nói lên cho người ta biết chứ. Alo. Hồi nãy lên đọc dòng kinh cũng hay, đọc dòng kệ cũng hay nữa. Mà bây giờ lên phân tích quá đúng này, để coi và con nghe Sĩ Kim nói quá đúng chỗ nào đây. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con sư nói con đọc kinh cũng hay, đọc kệ cũng hay, không có cho cái bông cái hoa nở trơn, làm con sợ hết hồn luôn. Con tưởng con bị dũa rồi chứ. Con thấy bữa nào mà sư không dũa con là bữa đó sư không có khỏe, con không có vui chút nào hết. Nhưng mà sư kêu con nói thì con cứ nói. Những cái câu Phật ngôn nói không, con thấy không cái nào mà không đúng hết trơn. Nó đúng trong quá khứ, nó đúng trong hiện tại, nó sẽ đúng trong tương lai luôn, không có gì mà sai hết. Mấy hôm rồi con, cái tâm tư con nó dao động, con đắm chìm vô. Tại vì con bữa kia con trai của con nó lên đó, thì nó kêu con có phim gì hay không. Con ít khi nào con coi phim lắm, con mới đi lục một đống phim jam bông tùm lum. Có khi con mua mà con chưa bao giờ mở ra con coi nữa. Con lục ra thì nó nói để coi phim xem bông đi. Cái con nói cái đất ta coi rồi mà coi này. Cái con, tại con thấy có cái phim mà con chó đó, nó tên là Hachiko, mà của tài tử Richard Gere đóng á. Con thấy tại sao ông Richard Gere này rất là giỏi, mà sao ổng đóng phim con chó vậy ta, chắc nó gì hay đó. Con mới coi. Con coi xong rồi thì con cứ băn khoăn, con chấn động về cái sự việc con chó này. Để con lấy cái việc sự con chó này đó, nó liếng ái vào cái người chủ của nó đó. Tới khi mà người ông này ổng nhặt nó được, nó bị đi lạc đó, lúc nó còn nhỏ xíu thôi, nó chừng 2 tháng 3 tháng thôi, thì ổng nhặt nó về. Mà bà vợ của ổng thì không có thích nuôi chó, nhưng mà ổng cứ phải nuôi, rồi cuối cùng ổng nuôi. Ổng là một ông giáo sư dạy nhạc,
cái phim nó tên là Hachiko đó, con chó the dog tail. Thì con thấy lúc mà ổng nuôi nó tới khoảng 2 tuổi thôi, mà trong khi nó còn nhỏ đó, thì lớp bắt đầu nó được lớn một chút, thì mỗi ngày ổng phải đi làm. Ổng đi làm thì ổng phải đi xe lửa, từ nhà ổng ra trạm xe lửa. Rồi ổng đi làm được chiều khoảng 5 giờ ổng về. Thì con chó này thì nó mỗi ngày, nó 2 lần, đảng sáng nó đi theo ổng ra để nó đỡ, nó tiện không đi làm. Rồi xong rồi nó lợi chỗ cái trạm xe lửa đó trước 5 phút, là khoảng 5 giờ thiếu 5, nó chờ ổng ra, thì ổng ra khoảng 5 giờ 5 phút. Thì ổng thấy nó nhảy lên, nó ôm ổng, nó mừng dễ sợ lắm. Cái ổng với nó về. Nhưng mà khi mới được khoảng 2 tuổi á, thì ông này ổng đang dạy học, ổng bị sốt á, ổng chết. Ổng chết thì nó biết không chết, nhưng mà nó cứ mỗi ngày nó cứ ra cái chỗ chăm sơ lửa giống vậy đó, mà suốt tới 9 năm, tức là 2 năm nó sống với ổng, 9 năm nó cứ mỗi lần nó đi như vậy, thì tới nó được 11 tuổi thì nó chết. Mà khi mà nó chết thì nó cứ sống ngoài đường giống vậy, nó không sống trong nhà. Thì bà vợ của ổng thì không có muốn ở trong cái ngăn nhà đó, tay sẽ nhớ ổng đi bán ở nhà đó đi. Thì nó bán nhờ cái người mà chăm sóc cho nó, nhưng mà cái người đó cũng không có chăm sóc được, cũng bị chết hay gì đó. Thì nó cứ mỗi ngày nó ở đó, ai cho nó ăn cái gì nó ăn. Thì có một người ký giả họ mới lại ổng phỏng vấn chụp hình nó đưa lên báo, thì bà vợ ổng mới lại tìm, thì nó cũng không có chịu về, nó cũng ở đó đó thôi. Bà cũng đi về, nó ở chỗ đó, tức là mỗi ngày nó đều chờ đợi ổng như 2 lần giống vậy. Riết cái chỗ đó, cái người bán hàng chỗ đó người ta đều biết hết. Thì con mới thấy đối với một con vật như vậy mà nó bị cái mãnh vật thường cận y duyên với vô gián đẳng duyên đó, mà nó quyến luyến với một người chủ của nó mà khủng khiếp giống vậy, nó sống cực khổ giống vậy, không có tắm rửa, nó dơ giống vậy, rồi nó già, cái chân của nó bị sưng lên, nó vẫn cố gắng nó đi. Mà lúc đó thì nó ở chỗ mấy chỗ khác xa hơn, nó đi theo đường xa lửa, nó đi theo đường rầy á, rồi nó lại ở chỗ cái cổng xa lửa đó nó chờ ổng. Nó tưởng tượng là ổng xa lợi, nhưng mà ổng không bao giờ lợi. Và con thấy một con chó mà nó bị cái ái dục nó dính mắc như vậy, cái khủng khiếp dễ sợ. Thì con thấy những ông vua đó mà ổng thích một người đàn bà nào đó, ổng không cần biết cái sự đau khi mà ổng gây ra cuộc chiến tranh tới một nước láng giềng để ổng cướp cái người đàn bà đó, biết bao nhiêu gia đình phải tan tác vì cảnh chiến tranh. Ổng không, ông vua này không để ý, ổng chỉ muốn chiếm đoạt người đàn bà mà ổng thích, hay chiếm đoạt một cái gì ổng thích, hay là ổng muốn bành trướng lãnh thổ của ổng to lớn hơn nữa. Thì từ đó suy ra cái sự ái dục này nó rất là mãnh liệt. Ở người ngoài đối với một con chó thì con thấy người ta nói con chó này ngu quá, chứ làm gì mà đi hoài, tối ngày đi mà cực khổ giống vậy. Thì những người trong cuộc thì không biết, nhưng nói Đức Phật nói, thì con có nhớ lại một trong cái vị sư giảng cho con trong kinh Pháp Cú đó. Một lần Đức Phật ngồi ngoài ruộng, Đức Phật thấy con trâu nó bị cột trong cái dây, thì Đức Phật nói với ngài An Na như vậy: An Na à, con trâu này nó bị cột trong cái cột này nè, nhưng mà nó vẫn còn đỡ hơn là con người mà bị cái dòng ái dục nó quấn quýt rất khó gỡ ra. Con trâu này nó có thể được gỡ ra nếu nó cố gắng, nó xúc ruộng đó mạnh, nó gỡ ra được cũng vẫn dễ hơn là nếu con người hay chúng sanh mà bị dướng vô cái dòng ái dục thì rất là khó dứt bỏ ra. Thì con thấy câu chuyện của một con chó này, buổi tối đó con coi, con thấy thằng con nó thấy nó buồn dễ sợ, nó nói tội nghiệp con chó quá mẹ. Trong đó con nghĩ, thì con nghĩ khác, nó con nghĩ trời ơi, một chó mà nó cũng là một chúng sanh, tuy nó con chó nó không biết nói, nhưng mà nó bị bám víu giống vậy thì nó rất khổ. Thì con mới nhớ lại những câu chuyện mà có thiệt của trong lịch sử, như mấy vị vua họ dướng mắt với một người phụ nữ, hay những người đàn ông đàn bà họ dướng mắt với một người đàn ông, cái người mà mình thương yêu nhất đó, có thể là cha mẹ, anh em hay là vợ chồng, thì họ không thể nào họ dứt bỏ được, họ chỉ trầm tư, họ sống trong quá khứ như vậy. Con thấy rất là người rất là khổ sở, tại vì thời gian nó đi qua mau, con người sẽ không còn mạnh khỏe nữa, sẽ bị già bệnh tật, nhưng mà cái tâm hồn của nó
họ dính mắc vào cái điều mà họ muốn đó, họ không buông ra, không bao giờ họ buông ra, thì vừa chống chọi với sự vô thường và vừa phải thỏa mãn cái sự yêu thích của họ là mà muốn gặp, muốn nhìn cái vật hay cái người đó của mình muốn, không bao giờ buông ra hết. Con thấy rất là khủng khiếp, con chấn động, con nói trời ơi, nếu mà chẳng may mình bị vậy chắc mình không biết làm sao nữa. Nhưng mà con thấy may mắn con chưa bao giờ dính mắc những cái gì mà quá nhiều giống như vậy, mà con thấy cái chuyện phim này là một chuyện phim có thiệt, là cái câu chuyện nó là cái con chó Hachiko của một người chủ ở bên Nhật á. Ông đó người Nhật, ổng là giáo sư về agriculture, tức là về trồng trọt á, ở bên đại học ở bên Tokyo. Thì ổng cũng thì con chó này ổng nuôi tới hai năm thì ổng chết, ổng cũng bị hát cái xác chết như vậy. Thì bên đó người ta thấy con chó nó trung thành với chủ vậy, người ta có làm một bức tượng nó bằng đất lượng, bằng đồng, để chỗ cái cổng xe lửa đó. Thì cái phim của Richard Gere này đó thì làm đó, thì cũng lấy câu chuyện từ con chó đó, nhưng mà cái cảnh bối cảnh của nó làm ở bên Mỹ. Nhưng mà chuyện này chuyện có thiệt. Thì con thấy rồi, con nhiều khi con đọc báo con thấy con chó mà chủ nó chết á, chủ nó chết rồi nó vẫn lợi mộ, nó ngồi bên cái mộ không đi đâu hết. Người ta thấy tội, người ta cho nó ăn, nó ăn đó. Tới khi nó già nó chết kế bên cái mộ của chủ nó, giống như vậy. Con thấy khủng khiếp thiệt á. Thì con người không có chịu thay đổi, họ dính mắc vào cái đó, họ không muốn buông ra cái đó, cho dù ai nói gì họ cũng dính mắc trong đó. Thì con thấy cái điều đó mà con nghĩ rằng đúng, khi mà con thấy con người mà dính mắc vào cái tà kiến của họ đó, con không nên cãi cọ với họ và không nên tốn nhiều thời giờ để giải thích cho họ nhiều. Con chỉ nói sơ về một hai lần thôi, và con thấy họ không hoan hỷ, họ không chấp nhận đó, thì con không bao giờ bỏ thời giờ hay là cái gì để mà nói lại cho họ, tại vì không có tốt cho họ và cũng không có tốt cho cái bản thân của mình. Thì con thấy con muốn chia sẻ giống vậy đó. Cái sự ái dục đó quý vị chưa bao giờ từng thấy sự thật, chưa bao giờ bị dính vô đó. Ha, quý vị có bị dính nhưng mà không có bị nhiều, có nhiều người bị ít, có nhiều người rất là trầm trọng. Nhưng thì khi mà nghĩ đó, quý vị có thấy sợ hãi không? Thì con thấy đối với con thấy sự ái dục rất là mãnh liệt, do cái thường cận y duyên với lại vô gián đẳng duyên của nó dính mắc vô đó, rất là khủng khiếp. Thì Đức Phật cũng nói đối với những người mà họ dính mắc vào, họ muốn cái sự an lạc hoan hỷ trong cái thiền định đó, thì họ từ kiếp này họ kiếp tới luôn luôn họ cứ muốn cái thiền định thôi, để họ được sự an lạc trong cái quả mà được an lạc của thiền định, không chịu đi ra. Thì Đức Phật nói cũng không có tốt, đó chỉ là kéo dài luân hồi thôi. Thì đây là bài học con muốn chia sẻ đó, là con thấy một câu chuyện nó là có thiệt mà thấy con rúng động dễ sợ. Con thấy trời ơi, cái sự ái dục nó mãnh liệt đến đổi vậy, đến một con chó nó cũng không có thoát khỏi, mặc dù nó không biết nói. Thì con người khi mà ái dục nó lên thì người ta có những trí tuệ khác, người ta có nếu mà rơi vào cái tay của một người họ có nhiều quyền lực thì họ làm những chuyện khủng khiếp hơn. Có người thì đắm vào cái quyền lực là họ muốn bá chủ của thế giới. Thì như ông Tập Cận Bình cũng vậy, con thấy cuộc đời ông tiêu nguyên cái đảng nó phải sập xuống rồi. Thì đối với con hồi nhỏ con coi phim Tàu á, thì con thấy như phim Tiếu Ngạo Giang Hồ đó, mà họ muốn làm gì là chủ giang hồ đó, gọi là cái gì con quên rồi, bá chủ giang hồ, được người ta để nhất bá chủ cầm đầu hết nè, lãnh đạo hết võ lâm đó. Thì họ đã bỏ đi những cái quyền lợi riêng tư của họ, như là họ luyện tịch tà kiếm phổ, họ phải đi thiến đi họ thành con trai, chắc cái đó đi biến thành bóng lời cái, thì họ mới luyện được tịch cà kiếm phổ để mà được võ công số 1 vậy đó. Con thấy mất tự quá à. Nhưng mà lúc mà con coi đó thì con ngẫm nghĩ cái điều con vậy nè. Thì lúc đó con không thấy cái chuyện ái dục mà dính mắc vào cái đó nhiều. Lúc đó con nhỏ con không đi, nhưng mà lúc đó con nghĩ câu nghĩ rất mắc cười. Con nói không biết cái ông Kim Dung nãy đâu á, nếu mà tôi biết ông ở đâu á, tôi gửi thơ cho ông. Tại sao ông chỉ nói đàn ông luyện cái bộ môn này không nè, còn không nói tới đàn bà? Nếu đàn bà luyện thì họ cắt cái gì, họ làm cái gì? Sao ông nói tới, sao ông chỉ nói cái này cho mấy người nam nhân luyện cái này thôi, bộ cái này người nữ không luyện được hay sao? Con suy nghĩ vậy thôi.
Nhưng mà lúc đó thì thấy cái ổng có vợ đẹp, cái thằng Lâm Bình Tri mà cũng có vợ đẹp là cái cô Nhạc Tinh Sang vậy đó, mà cũng bỏ, nhất định phải chắc cái đó, cắt đứt làm thái giám để mà luyện Tích Cà Chiếm Phổ, không mắc cười dễ sợ. Thì con thấy cái chuyện đó rất là tiếu lâm, con chỉ cười thôi. Nhưng mà khi mà coi phim Con Chó, con thấy con chó nó là không có biết nói mà nó phải dính mắt vô đó. Nó tới mà nó già, nó bệnh, cái chân nó sưng lên, nó đi lết, nó đi từ từ, nó vẫn đi tới ngay chỗ cái chỗ cũ. Cái điểm của nó chỉ là muốn nhìn được cái người chủ cũ của nó nghĩ vậy thôi, nhưng mà nó không bao giờ được nhìn nó, tại chủ nó chết rồi. Thì con thấy cái sự ái dục dễ sợ, nó dính vô đó khủng khiếp đẹp. Và con chỉ chia sẻ như đó thôi. Thì con thấy cái chuyện này quá dễ sợ. Đức Phật cũng nói là con trâu nó bị buộc cho cái cột á, nó có thể gỡ ra được, nó còn dễ gỡ ra, tại vì nó bị người ta buộc vô. Nhưng mà đối với cái con chúng sanh nhân loại mà bị dính vô cái sự ái dục đó, rất khó gỡ ra. Thì những người mà thường thì họ không nghĩ được, không hoặc Phật pháp họ nói cái gì đâu khó gỡ ra thôi. Nhưng mà đối với chính bản thân của chúng ta mà bị dính chính mắt vô đó thì làm sao? Dạ rất là khó. Dạ con con thấy cũng còn nhiều giờ lắm, nhưng mà con chia sẻ như đó thôi. Tại cái câu này thì nhờ con thấy con thỏ bị sa lưới nó nhảy như thế nào con không biết, nhưng con thấy cái sự ái buộc mà trói buộc đó rất là khổ đau. Tại vì họ chỉ mỗi ngày họ quên hết những chuyện khác, họ chỉ muốn được nhìn thấy hay được muốn những cái gì mà họ hằng ngày lúc trước họ có mà họ không được. Thì khi mà con chó này nó đi, nó thấy nó không thấy chủ nó, trên đường nó trở về nó rất buồn bã. Nó buồn bã thì nó không có vui vẻ, thì nó là tâm sân. Thì lúc nó chết nó cũng trở lại con chó này, cũng dính mắt với giống chuyện giống vậy. Chắc vậy con nghĩ rằng làm sao nó thoát ra được. Mình nghĩ ra thì con thấy mình học được Phật pháp, mình nhìn ra cái nguyên nhân của nó ra thì mình cũng hoan hỷ, cũng rất là cảm ơn có phước là học được pháp. Nếu trường hợp mình dính mắt vậy thì mình biết cách để mà giải quyết như thế nào. Tại vì mình nghĩ cái đó là chuyện đau khổ, kiếp sống này mình sẽ già, mình sẽ chết, mình không nên dính mắt tới nhiều kiếp tới nữa, rất là đau khổ. Dạ con chỉ có nhiều đó thôi. Con xin nhường máy là cho người khác chia sẻ, để ông thời sư nói con ôm máy, nói mình nói hết. Dạ nếu có gì sai sót xin quý vị thông cảm ha, xin sám hối nha. Dạ chúc quý vị luôn an vui. Dạ xin mời quý vị khác lên ha. Dạ sa thu kính cảm ơn Sư Kim. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con nhìn đồng hồ con còn có mấy phút, con cung thỉnh ngài trở lời để đúc kết đại học ngày hôm nay ạ. Con không có thấy bàn tay của vị nào. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con cung thỉnh ngài trở lời để đúc kết đại học ngày hôm nay bạch ngài. Dạ con không có thấy bàn tay của vị nào đưa lên. Dạ một lần nữa con cung thỉnh ngài ạ. Dạ, yeah. Rồi, chưa kịp nói, chị Metta đã rung rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con cũng thỉnh ngài trở lại đạo tràng để đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Tâm Phương có muốn cầm mic không? Tâm Phương có muốn cầm mic không? Thì mời Tâm Phương. Dạ, ngài đã mất tiêu rồi. Nam Mô Bích Tha giá. Tâm Phương có cầm mic không? Cầm mic thì mời Tâm Phương cầm mic để chia sẻ về sự ái liếm. Có lý gì không? Tâm Phương có lý gì không? Nhật Quỳnh thấy đa số là mình rất liếm con cái. Dạ, đa số Nhật Quỳnh thấy mình rất liếm về con cái nếu mà người nữ. Dạ, rất là liếm con cái. Thì theo như câu chuyện của Sích Kim kể thì do cái con chó này từ đời quá khứ nó đã có một cái gì với cái người chủ này rồi, nên nó ái luyến như vậy. Mình đã từng nghe những câu khóc cú một người chồng mà ái luyến người vợ, sanh từ kiếp này qua kiếp khác, từ con rắn tới con chó tới con bò cũng dẫn theo người vợ này.
Dạ, mấy đời như vậy, đến đời cuối cùng thì lại làm con của cái người này. Dạ, từ chồng rồi thành con rắn, rồi con chó, rồi con bò, rồi cuối cùng thành người vợ. Thì biết rằng vợ mình đã giết mình bao nhiêu kiếp. Lúc đó thì Ngài đã đi tu. Đúng vậy đó hả? Ngài đã đi tu và Ngài với ông nội Ngài đi tu. Dạ. Thành ra mình học pháp cú này, Nhật Quỳnh thấy mình rất là lợi. Rất là lợi. Tại vì những câu pháp cú này là những câu chuyện có thật. Dạ, không phải là những cái câu chuyện mà mình bịa ra, mà coi như là đã kết tập tam tạng 6 lần rồi. Nên là những câu này là những câu có thật. Và mình học những câu này thì mình sẽ rất là đỡ. Dạ, phải nói là rất là đỡ. Mà Nhật Quỳnh cảm thấy được học những câu pháp cú, được phục vụ đạo tràng là một điều hạnh phúc cho Nhật Quỳnh. Rất là hạnh phúc. Học đi, học lại, học tới, học lui, học xuôi, học ngược. Mà thật sự hỏi bây giờ, Ngài Liễu Tông thường nói, quý vị thuộc được mấy câu? Thật tình, có năm đó thú thật với đạo tràng là có năm đó quý sư nhập hạ an cư mùa mưa, Nhật Quỳnh tự phát nguyện mùa mưa này. Rồi mời Quang Thanh. Wow, tốt quá, mời Quang Thanh nha. Alo, cô nghe con nói không ạ? À, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, và cùng và con xin đảnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con xin kính chào các đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú, nhưng đây là lần đầu tiên con đọc, cô có gì sai thì xin Ngài Trí Đức và sư phụ Pháp Trang và toàn thể đạo tràng. Ta si na già bu giác kha ta bà cha. Ba di sắp bàn tì sa sô va hoa bàn thi tô. Sang dô cha na sa. Sang ro cha na sang ga sat ta sat ta ta ka du duk kha mu ven ti bu nap bu nang chi chi za za. Con thử phân tích câu pháp cú có gì sai thì mong Ngài Trí Đức và sư Pháp Trang và cô Nhật Quỳnh chỉ bảo ạ, và toàn thể đại tràng ạ. Con cũng hơi run, lần đầu tiên con đọc con hơi run đấy ạ, vì lần đầu tiên con cũng là đọc tiếng Bali luôn đấy ạ. Tá là trường âm, xí là trường âm, na là đoạn âm, giá là trường âm, bú là trường âm, rắc là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là trường âm, tá là đoạn âm, bá là trường âm, giá chá là đoạn âm. Dạ không biết con đọc như vậy có đúng không ạ? Nếu đúng thì mọi người cho con biết ạ, chứ không con không biết là con đúng hay không. Bá là trường âm, dí là trường âm, sắp là trường âm nhấn, pan tí
là trường âm đọc theo động là trường văn là sắp là trường âm nhấn văn là văn tí là trường âm còn là đoạn âm còn xá số là trường âm vá quá ban là trường âm còn thí tô là trường âm xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm dô là trường âm còn chá là đoạn âm à chá là trường âm ná là trường âm xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm gá là đoạn là trường âm còn sát ta chưa hai phụ âm sát là trường âm nhấn ta cá là trường âm đúc là trường âm nhấn khá là trường âm đọc theo giọng nguyên âm trường âm thông thường trường âm nhấn mú là trường âm quên rồi mất mú là trường âm ben tí bú là trường âm náp là trường âm nhấn năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chí là trường âm giá là đoạn âm gia là trường âm ạ. Dạ con xin hết, nếu cô có gì sai con xin ngài Trí Đức và sư phụ Pháp Trang và cô Nhật Quỳnh chỉ cho con ạ. Chí là đoạn âm. Con xin xuống mic ạ. Alo 123 123. Sa thủ Xích Quang Thành 80 tuổi rồi à, quý vị thông cảm ha, lão lai tài tặng. Đây là hậu duệ của Đức Quang Văn Trường ha, hậu quang bà con với Quang Công á. Ở đây không có nói lên cái vấn đề đúng sai, mà nói lên cái tinh thần tinh thần của Sĩ Quan Thành cầm micro mình dạng chia sẻ đúng sai để hoàn bên. Nhưng mà cái điều chúng tôi rất là hoan nghênh, vì nào cầm được micro đó là sự thành công, còn cái chuyện đúng và sai thì cái chuyện từ từ đi. Nhưng mà mới mà Sĩ Ca Quan Thanh như vậy là quá tuyệt vời rồi. Nếu mà để cho Sĩ Kim mà nói rằng 10 ly là thấy đó là điều thất bại. Thì ở đây Sĩ Quan Thanh với cái tinh thần với cái tinh thần học hỏi, nghĩa là giống như từ điển ca ngược vậy. Quý vị thấy giống như từ điển ca ngược, thay vì chúng ta coi như đọc
trường âm, đoạn âm. Thì Sĩ Quan Thanh đã đọc đoạn âm, trường âm. À, ví dụ ta xin là giá chỉ cái chữ chữ đầu tiên này thôi ha, ta xin là giá. À, thì bây giờ Sĩ Quan Thanh nó nói là tá là xí này giá, đó là ba trường âm, còn chữ A là đoạn âm. À, có phải là trình diễn ca ngược không? Không, cái này không nói cái vấn đề chỉ trích nha, nhưng mà nói rằng Sĩ Quan Thanh trong cái vấn đề tiếp thu bị nhầm. À, tức là nghe phân tích rồi lên phân tích thì cũng hơi bối rối. À, với lại cái tiếng Bali đâu phải là tiếng mẹ đẻ của mình đâu. À, cho nên chúng ta gặp trở ngại rất là nhiều, và nhất là những người lần đầu bằng sự khởi đầu nan ha. Nhưng mà gian nan đừng có nản, đó là điều quan trọng. Thành công là chỗ mà gian nan đừng có nản. À, luôn luôn là bằng sự khởi đầu nan, người đầu tiên hoặc là lần đầu chúng ta khi tiếp xúc một cái gì cũng hơi bỡ ngỡ. Nhưng mà ở đây sự thành công của Sĩ Quan Thanh là mạnh dạn, một cái sự vươn lên, vượt lên chính mình, đó là thành công rồi. Ơi, sa thú, chính cái này mà chúng ta mới tạo được nhiều thiện sự, lấn át đi những bất thiện pháp. Sa thú, Sĩ Quan Thanh hôm nay đã vượt lên chính mình, đã tự chiến thắng với mình rồi đó. Thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc, cũng lố giờ rồi ha. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để thực hành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo Nam truyền được an lành, tịnh lạc. Ê tê nà sa cha quá chê nà sô tì vô hô đủ sa phật đà. Do lời chân thật này, kinh dân của Phước Lên, chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nha. Xin mời Sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.